Chào các bạn, mình có nhận 3 bát như mình khách cái máy iPad nè. Anh có gửi tin nhắn cho mình thì nói là cái máy này nó hao pin, thì mình kiểm tra là mất bát pen nè, dữ liệu di động bị lỗi. Sau khi mà mình restore lại thì nó sẽ không thể kích hoạt nha. Tiếp tục á, mình là chạy cái tool nó đưa về màn hình màu để mình về lại số serial gốc của nó. Sau khi mà mình về số serial gốc thành công á các bạn, nó sẽ bị khóa chủ sở hữu á. Cái máy này thì IOS khá là cao rồi, modem thì xài được sim. Anh nói xài hao pin đó thôi, để mình bypass dùng luôn sim cho ảnh, ảnh xài cho nó ổn các bạn ha. Mình làm trên Windows nha, cũng có một số video mà chia sẻ trên macOS á. Hôm nay mình làm trên Windows cái tool mới luôn nha. Đầu tiên các bạn phải thử cho mình một cái sim nè. Nhiều lúc những cái con iPad này nó bị mất sóng hay gì thì mình không có làm full sim được, các bạn để ý cho mình nha. Rồi khi máy nhận sim có sóng đầy đủ nè, game vô máy tính, mở bao tool lên. Này iPad Pro 9.7 16.7.2, số series, số email khôi phục lại đầy đủ nha các bạn. Rồi mình mở cái tool lên. Tool này là hiện tại nó mới ra, thì mình có cái máy này mình chia sẻ với anh em luôn. iPad Air Pro nè, chạy hoàn toàn trên Windows nha các bạn. Tool này hiện tại thì trên macOS cũng có luôn. Các bạn có máy nào thì các bạn cứ nhắn tin mình hỗ trợ giúp các bạn. Khi mở tool lên á, thì đầu tiên nó sẽ tự động cài driver. Bước này nó khá là lâu, các bạn đợi giúp mình nha. Khi nó cài driver đầy đủ á, thì cái máy mình nó sẽ hiện trên cái tool. Rồi các bạn để ý nè, nó nhận đầy đủ thông số á, là mình bấm Enter Recovery để đưa vô cái máy vô chế độ recovery các bạn. Mình làm những cái máy này nói chung là khá là đơn giản ha, làm theo hoàn toàn theo tool thôi. Tool nó kêu mình ví dụ giờ boot vô chế độ, đây là chế độ DFU nè. Thực chất làm những cái bước như vậy là mình vô chế độ Jared cho nó các bạn. Jared thành công là mình active thôi. Lúc này thì cái tool hoàn toàn tự động nha, các bạn cứ đợi. Các bạn vô depo thì chìa khóa vô chính xác dùm cái tool đó thì nó chạy mượt mà, nó không có bị lỗi vặt ha. Thì đúng là lúc này thì cái giai đoạn 1, giai đoạn 2 gì đó nó đang chạy kệ nó. Nó báo trên màn hình là các bạn phải đợi tầm gần 1 phút nha. Lúc này cái máy mình nó sẽ boot lên. Khi mình Jared mà mình bypass full sim á, cái bước Jared á mà cái máy mình nó boot lên màn hình lại hello á, là dạng như là mình Jared thành công á các bạn. Rồi lúc đó thì mình đợi cái tool. Cái tool nó kiểm tra sơ qua cái iPhone hay là iPad của mình, nó có hỗ trợ support hay không, thì mình tiến hành mình mua series, mình đặt đi thôi, khá là đơn giản. Hiện tại thì cái tool này chạy trên Windows á, mình thấy nó cũng khá là tốt các bạn. Nếu mà nó báo lỗi như vậy á, mà cái máy mình khởi động lên á, kệ nó các bạn. Các bạn đừng có quan tâm ha. Các bạn cứ đóng lại đi, đóng tool lại. Tất nhiên bước này là bước số 1 thôi, mình chỉ Jared cho nó thôi. Nó bị lỗi như đó thì các bạn cứ đóng lại, rồi các bạn mở lại cái tool. Cái này là dạng như cái bước này là mình mở lại tool để cho nó kiểm tra cái máy mình có hỗ trợ hay không á. Cái tool này hiện tại thì nó có những cái bản mà nôm na là dạng như beta thôi. Đầu tiên các bạn mở lên á, thì nó chạy qua một lần á, khá là lâu thì mình phải đợi nha. Khi nó nhận cái máy mình xong á, cái bước này là nó đang chết nè, đang kiểm tra cái máy mình có hỗ trợ hay không. Tại vì bước số 1 mình đã Jared thành công rồi, thì mình phải đợi bước số 2. Số 2 nó kiểm tra hỗ trợ thì mình mới order series nha. Cái này là nó ghi là giống như là máy bạn đã hỗ trợ nè, có hỗ trợ bypass full sim, là mình mới bắt đầu order series, mình đi mua series. Nói chung là đi mua á các bạn, mua series để mình active á. Tiến hành mình copy cái số email hoặc là số series các bạn gửi cho mình. Cái này là đăng ký tức thì luôn nha, chừng 5 phút là các bạn active được. Sau khi đăng ký thành công á, trở lại mình mở cái tool, rồi các bạn đợi cái tool nó nhận diện được cái máy mình á. Là lúc này trên tool là cái chữ active device á, nó sẽ sáng đèn ha. Cái này khi mở thì các bạn phải đợi cái tool nha. Nhiều lúc các bạn tưởng đâu nó chưa nhận, các bạn tắt mở lên là nó cũng vậy nha các bạn. Rồi cái lúc này thì nó để mình mua series ra để kiểm tra ok á, thì cái chữ AT trên tool nè nó sẽ sáng lên.
rồi các bạn bấm Active thôi. Tool này nó Active là hơi bị nhanh nha các bạn. Các bạn bấm vô chắc cũng chưa được 5 giây là nó đã Active xong rồi. Đó các bạn thấy không? Nó vô liền luôn. Rồi cái máy mình nó sẽ khởi động lại. Rồi tiến hành mình kiểm tra full chức năng SIM sóng 4G. Tắt máy khởi động lại. Nói chung các bạn có những cái máy này mà lỡ bypass về Hello mà nó bị mất vi chương trình đó, hay là broadband hay pin gì đó mà cái máy nó có xài được SIM á, các bạn nên bypass dùng SIM luôn nha. Thứ nhất để mình đi chơi hay đi du lịch á, mình mua cái SIM cái internet á, mình gắn vô mình xài. Thứ hai là nó hạn chế hoặc là khắc phục 100% cái lỗi mà hao pin nha các bạn. Thường thường các bạn bypass mà nó bị mất vi chương trình hay là gì đó, mất broadband, mất email á, do bypass á, cái máy mình nó hay ấm ấm á, nó gây lên cái lỗi mà dạng hao pin á, các bạn xài cũng khá là bực mình ha. Thì các bạn có thắc mắc á thì để lại bình luận bên dưới á, hoặc là nhắn tin cho mình á, mình sẽ hỗ trợ giúp các bạn. Tool nào mình thấy tốt nhất cho anh em á thì mình chia sẻ. Anh em có làm ủng hộ mình á thì ủng hộ ha. Thì sau khi mà mình test đầy đủ chức năng á, mình đóng gói, mình gửi chuyển phát nhanh cho anh khách này thôi. Các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.